Hello hello mọi người, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn tiếp tục một cái kèo nữa, là đây là cái kèo Nhật Bản nhé, dành cho 10.000 người đầu tiên. Không biết là đã kết thúc hay chưa thì mình sẽ làm nhé. Các bạn sẽ nhận được 1,8 million này. Các bạn join Telegram nhé. Con này mới 8.600 thôi, các bạn join tiếp nhé, vẫn còn làm được nhé. Đấy. Cái gì đấy? Ừ, cái này thì các bạn ấn vào mới chat được ở trong group nha. À, các bạn ấn check đây. Ủa, sao ấn check mà nó cứ đơ ra vậy? Đây mọi người đánh cái ký tự này vào M F E I V E. Phải không vậy? Wrong P Z 95. Ô sai tiếp này. P V A H. Ok. Theo dõi group xong theo dõi Twitter. Submit ví là xong. Con này cũng khá là đơn giản nhỉ. List ở sàn PancakeSwap rồi mọi người nhé. Airdrop sẽ từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 15 tháng 8. Trời ơi lâu vậy. Theo này. Like Red Train này. Submit này. Ủa, lại đánh tiếp hả? Trời ơi, mày thích đánh hay sao vậy? C M R K. Đánh một lượt rồi bây giờ lại đánh tiếp. Chuyên chờ profile mọi người vào đây. Copy lại. Ủa, bên này bảo là theo rồi cơ mà. Ừ, theo rồi. Dán vào đây. Theo dõi rồi dán ví nhé các bạn nhé, sử dụng ví BSC cho mình. Rồi ok đôn rồi nhé, các bạn ấn vào Statistics. Thông tin ở đây cũng gần đến 10.000 rồi, bạn nào mà chưa làm thì các bạn đăng ký nhé. Link mình sẽ để ở bên dưới video phần mô tả hoặc là phần hiển thị thêm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này cùng mình nhé.